Rồi chào tất cả anh em. Hôm nay mình làm clip giới thiệu với anh em về cái bẫy rắn bên mình. Đây mùa bẫy rắn thì cũng sắp tới nha anh em. Có thấy có rớt mưa rồi, rớt một hai cơn mưa đầu mùa. Nên anh em chuẩn bị bẫy đi là vừa luôn. Thì mình có cung cấp bẫy làm theo kích thước chuẩn hoặc là bẫy làm theo kích thước theo yêu cầu của anh em. Lưới thì có hai loại, lưới 8 ly với lưới 1 phân 2 nha anh em. Lưới 8 ly là lỗ nhỏ xíu luôn, bao kẹt đầu nha anh em. Rất là đẹp, bao kẹt đầu, mã chì chống xét nha anh em. Anh em nào mà sợ rắn hữu hành, hữu ngựa nhỏ mà kẹt đầu á, anh em cứ xài cái lưới 8 ly này, rất là đẹp mà không có kẹt đầu. Đó. Cái kích thước chuẩn của mình nói á, là mình thường làm mình bán cho anh em là kích thước là 10 x 10 x 55 cm nha anh em. Ngoài ra thì anh em muốn đặt cái kích thước nào thì mình làm theo kích thước đó thôi. Số điện thoại của mình là 0936059090. Anh em mua hàng thì liên hệ mình. Mình có ship hàng toàn quốc. Nếu mà anh em mua khoảng 7 này mua tầm 10 cái thì mình bao ship nha anh em. Chúc anh em một mùa vụ mới thành công. Chào anh em nha.